ta. Bây giờ tiếp theo xin mời quý vị đến với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh, mã số 02, 75 tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mau con rơi, xương con rơi, bao lớp người. Bài Lời Người Ra Đi là một bài của cách mạng. Tôi rất ưa thích từ thuở trẻ và tôi ráng ôn lại bài này cho thuộc để tối hôm nay được thi được hoàn hảo. Vừa đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh, mã số 02, với bài hát dự thi Lời Người Ra Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng.
Và xin mời ban giám khảo có đôi lời nhận xét về phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Mời nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Đêm nay tôi lại gặp cô ở đây. Cô hát bài này á, làm cho tôi nhớ lại cách đây cái hồi kháng chiến chống Mỹ. Tức là cái không khí lúc bây giờ lời người ra đi. Có thể nói cái bài hát này cô hát diễn đạt được cái ý đó. Nghe sướng lắm. Và nếu mà đừng nhìn đầu tóc bạc, đừng nhìn gương mặt, cứ nghe tiếng hát tưởng cô mới có 40-50 thôi. Cảm ơn. Thế thì tôi thấy là tôi cho điểm không biết bao nhiêu nhưng mà tôi thấy tốt thôi. Tốt. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Chắc là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh sẽ rất là vui với cái lời nhận xét và khen thưởng của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Và quý vị đừng quên nhắn tin bình chọn cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh bằng cách soạn tin nhắn nội dung là số 02 gửi đến tổng đài 8534. Cảm ơn thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh.